Nguyên liệu rất là đơn giản bạn, thì mình nó chiên thêm một cái trứng lòng đào nè, rồi xúc xích nè, thêm một ít rong biển nữa. Thì gói mì cay đó mình mua thì mình đang luộc ở bên đây nha các bạn. Mình đang luộc mì thì bây giờ mì nó cũng tới rồi, bắt đầu mình sẽ chắc nước nha nha. Mình sẽ cho nước sốt lên nha các bạn. Ok, nhanh gọn lẹ các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức mì cay Sam Giang với mình nha. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Đã chưa? Mùi nghe là hơi cay rồi đó nha. Trời ơi. Sắn cái trứng ra. Thơm mùi rong biển luôn á mấy bạn ơi. Thơm quá, thơm quá. Hồi nãy mình mua cái mì này trong mắt quá xanh nha các bạn, 26k, còn xúc xích với lại rong biển là mình có dự trữ sẵn nha các bạn. Cho nên là mình sẽ cho vô gói mì luôn. Nhưng mà lúc nãy trong cái gói gia vị của cái gói mì Sam Giang này á, là nó cũng có một ít trong biển sẵn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức với mình nha. Trăng trăng. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Quá đã, quá đã. Cay té lỗ tai luôn rồi các bạn ơi. Cay thiệt, cay thiệt. Để ăn miếng trứng à. Cay quá, mình phải ăn từ từ các bạn. Ăn mà nhanh quá là sẽ bị sặc á. Cay quá, cay quá. Quá sao đã. Cộng mì dai chứ không có bị nhão nha các bạn. Trời ơi, cay đổ mồ hôi luôn các bạn ơi. Coi. Không được, mình phải đi rót nước uống hả bạn, cay quá. À, trời ơi, cay quá các bạn ơi. Nhưng mà rất là ngon nha. Nhưng mà mắc quá, 26.000 lận đó. Mì không mà chờ hết 26k rồi.
Một người chỉ ăn được một gói thôi các bạn. Ăn hai gói ăn không có hết đâu, rất là nhiều luôn á. Trời ơi các bạn nhìn nè, ớt nó đỏ kè luôn á các bạn, rất là cay. Bình thường mình ăn rất là nhanh nha, nhưng mà mì này mình không dám ăn nhanh sợ bị sặc. Các bạn coi video thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh để đăng ký kênh cho bạn Trâm nha. Mình đang ở trong nhà ăn của công ty các bạn, nói chuyện nó hơi bị gian. Bảo quá. Cay quá bạn ơi. Rất là cay á, nhưng mà có mấy hột mè là lâu lâu ăn cắn bập á. Bạn Trâm đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đó, thì mình chỉ rảnh được bữa chủ nhật thôi bạn, nên chủ nhật mình chỉ ra video thôi, những ngày kia thì mình không thể ra video thường xuyên được. Nhưng mà mình cũng mong các bạn nhớ, nhưng mà mình cũng mong các bạn coi video thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh để đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Trâm có động lực ra thêm video mới nha. Cay quá mẹ, rất là cay. Hồi nãy mình cho hết gói sốt vô luôn á, tham cho thêm cái trứng gà nữa. Cọng mì của nó rất là bự luôn á bạn, nhìn nè, trời ơi cọng mì bự chà bá lửa luôn á nè, dễ sợ không. Mình đang làm video thì ngoài đây nó la rất là lớn các bạn. Con này là con nâu nha các bạn. Mình đang làm video mà cái miệng nó to mồm quá. Bây giờ mình sẽ thử cho nó ăn thử một cọng mì cay của nó ăn không nha các bạn nha. Ê nâu, cho con cọng mì nè, con ăn thử có được không nha. Mình sẽ cho nó thử một cọng mì cay nha các bạn. Nè. Sao đưa vô đây. Ăn không? Hả? Chích chà mày chưa cay hả? Không ăn nữa hả? Để mình thử cọng nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không thử con mì nữa mà mình sẽ cho nó cục xúc xích nha. Nè, cho cục xích nè. Ý chà, rớt rồi. Nè, cho cục xích nè. Gì vậy? Nè, mệt quá. Ăn được không? Trời ơi, mày ăn còn khô hơn tao nữa. Cho nó cục xúc xích thì nó ăn mấy bạn, mà cho nó cọng mì cay nó không ăn. Ờ đất ơi, thôi để xúc xích tao ăn chứ cho mày ăn rồi lấy gì tao ăn nữa con quỷ. Để mình đi rửa tay cái đã. Ok ok, mình quay trở lại nè các bạn. Trời ơi, cho nó mì nó không ăn mà nó đòi ăn cọng xúc xích mấy bạn ơi, nó đòi ăn xúc xích. Cho nó cọng mì nó không ăn mà nó cho xúc xích thì nó ăn đúng không? Bây giờ cho mày miếng xúc xích nữa phải không? Mình sẽ cho nó cục xúc xích nữa nha các bạn. Nè. Cay không? Hả? Đây nè, mình cho các bạn, đây mình cho các bạn coi cái chảo của nó nè. Bây giờ mình sẽ cho nó một cọng mì nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô cho nó một cọng mì nha. Xích cái mỏ ra. Xích cái mỏ ra. Sẽ cho nâu một cọng mì. Giờ làm sao để đưa vô đây ông nè. Cọng mì nè, ăn không? Ồ lần này nó ăn luôn rồi bạn ơi, hình như nó biết ngon rồi đó. Nữa không? Chứ mình làm video mà nó cứ khóc hoài luôn á các bạn, rất là phiền luôn. Nè.
Đó, thử coi. Ngon không? Giờ cho thử miếng xúc xích nữa nha. Trời ơi, mày ăn hoài hồi lấy gì tao ăn. Mình thấy chủ nghiệp quá, mình cho nó một miếng là tại vì hôm nay đây chủ nhật á. Hôm nay chủ nhật là công ty không có làm nên là không có thức ăn để cho nó ăn nhiều nữa, cho nên là nó chắc là mình nghĩ là nó đói á. Thấy tội nghiệp quá, cho nó một miếng rồi nhưng mà mới đầu cho nó mì nó không ăn. Xong mà cho ổng miếng xúc xích rồi là ổng tợp liền rồi. Quá lạ. Video của mình ngày hôm nay, các bạn có video thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh để đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Trâm nha. Còn bây giờ bạn Trâm xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Bắn tim, bắn tim.